chào các quý khách hàng của TCA Trung Chính Audio. Rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục review các dòng loa chất lượng. Và hôm nay thì Phương Nguyên xin được giới thiệu tới mọi người CBR Series Bassy Flow Speaker đến từ thương hiệu Yamaha. Dù đã được ra mắt từ những năm 2015, thế nhưng Yamaha Series CBR vẫn rất được ưa chuộng nhờ tính đa năng, mang lại hiệu suất âm thanh vượt trội, phù hợp với đa số người dùng. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem dòng loa Yamaha CBR này có điều gì đặc biệt mà lại giữ một vị trí cố định trên thị trường âm thanh cho tới thời điểm hiện tại nhé. Series CBR là dòng loa hai đường tiếng được phát triển. Dòng này sẽ gồm 3 model là CBR10, CBR12 và CBR15. Ở đây thì Phương Nguyên có cả 3 mẫu để quý vị có thể quan sát trực quan hơn. CBR15 là model có kích thước cũng như là công suất lớn nhất, nên là Phương Nguyên xin được dành sự ưu ái cho em nó để giới thiệu tới quý vị nha. Quý khách hàng có thể quan sát thấy ở đây thì với model CBR15, mặc dù là kích thước lớn nhất và công suất lớn nhất trong series CBR, thế nhưng thiết kế của em nó vẫn vô cùng nhỏ gọn và được làm bằng nhựa ABS, thế nên em loa này rất là nhẹ và bền. Em loa này thì rộng 455mm, cao 700mm, sâu 378mm và cân nặng của em nó thì chưa tới 18kg cho một thiết bị loa thùng. Ngoài ra thì nhờ phần tay cầm được thiết kế mới giúp việc di chuyển loa cho các sự kiện hay là hoạt động ngoài trời trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Có một điểm khác biệt dễ dàng nhìn thấy ở 3 model CBR 15, 12 và 10 là model CBR 10 chỉ thiết kế một tay cầm. Và để lý giải cho điều này thì Phương Nguyên nghĩ rằng là với cân nặng chỉ bằng một nửa em CBR 15 thôi, tức là chưa tới 10kg, thì em loa này chỉ cần thiết kế một tay cầm để di chuyển thôi, đúng không ạ? Mặt trước của em loa CBR 15 này thì được thiết kế một tấm lưới e căng bằng thép không gỉ, phủ sơn tĩnh điện. Và tấm lưới thép này phủ kín trên bề mặt loa có tác dụng là bảo vệ màng loa khỏi tác động lực, tác động từ môi trường hoặc là tránh những loài côn trùng gặm nhấm. Toàn bộ thiết kế loa thì sẽ được sơn màu đen mờ. Nổi bật nhất trên mặt loa là logo 3 âm thoa đan sen được làm từ nhôm phay xước, mang ý nghĩa là cân bằng trong âm thanh, một trong những dấu hiệu đặc trưng của nhà Yamaha đó ạ. Loa CBR Series còn có thêm 2 lỗ thoát khí. Và phần vỏ ngoài thì được thiết kế góc nêm 50 độ, được tối ưu hóa, giúp thiết bị để sát sàn mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. CBR 12 và CBR 15 có thể được sử dụng với chức năng của một loa monitor trong dàn âm thanh sân khấu. Loa khi lắp đặt trên sân khấu sẽ hướng về phía ca sĩ và ban nhạc để họ có thể nghe được âm thanh loa đang phát ra để điều chỉnh chất giọng và nhạc cụ cho phù hợp. CBR 15 được trang bị của loa tweeter 1,4 inch và để tránh tình trạng hư hỏng khi mức đầu ra vượt quá khả năng của loa thì loa CBR Series sử dụng chức năng bảo vệ giúp hạn chế mức tín hiệu đầu vào cho của loa HF. Và mạch bảo vệ quan trọng này sẽ giúp quý khách hàng có thể vận hành loa thoải mái mà không cần lo lắng rằng màn loa sẽ bị hư hỏng. Thêm vào đó là một củ loa Loud Frequency hay còn được gọi tắt là củ loa LF làm chức năng tái tạo giải âm thanh tần số thấp. Củ loa này thì có thiết kế dạng hình nón với kích thước đường kính là 15 inch và cuộn voi coi bên trong có kích thước là 2,5 inch. Cuộn voi coi giúp liên kết giữa phần nam châm loa và phần màng loa được đặc trưng trong thiết kế của các củ loa bass dạng hình nón. Ngoài ra thì chúng ta có thể quan sát thấy ở đây thì củ loa HF High Frequency được đặt trong một họng loa hay còn gọi là bệ phóng âm. Góc bao phủ của phần họng loa này là 90 độ chiều ngang và 60 độ chiều cao, được cố định góc phủ theo kiểu rộng, tán sắc và được thiết kế tối ưu nhằm giảm thiểu sự suy hao âm theo hướng xiên mà các họng loa thông thường hay gặp. Với họng loa này thì cho phép âm thanh mở rộng theo hình chữ nhật, phân tán đều âm thanh với dải tần rộng đến các góc ngoài cùng của không gian. Khoảng dải tần đáp ứng của mẫu loa CBR 15 là từ 46Hz cho đến 20kHz với điểm cắt tầng tại tần số 2kHz. Và đây chính là điểm giao thoa tần số giữa dải âm thanh tần số cao do củ loa HF trình diễn và dải âm thanh tần số thấp do củ loa LF trình diễn. CBR Series được trang bị một giắc cắm Spicon dùng để kết nối cục đẩy công suất và một giắc cắm điện thoại 1/4 inch cho phép kết nối nhanh chóng và dễ dàng trong cả môi trường cá nhân và chuyên nghiệp. Với công suất ấn tượng, cao nhất lên tới 1000W cho CBR 15, 700W cho CBR 12 và CBR 10, Yamaha CBR Series gây ấn tượng mạnh mẽ cho các buổi biểu diễn, sự kiện hoặc là tái tạo âm thanh trung thực cho các buổi hội họp.
Để đánh giá cả 3 model của Yamaha CBR Series Passive Loudspeaker thì cả CBR 15, 12 và 10 đều mang đến chất lượng âm thanh mạnh mẽ tuyệt vời. Với CBR 15 thì nhờ củ loa woofer kích thước lớn, thế nên là cung cấp tần số âm thấp nhất xuống tới 46Hz trong toàn bộ dòng sản phẩm, thế nên là sẽ phù hợp với các buổi biểu diễn, sự kiện DJ tại vị trí ở phía trước sân khấu. CBR 12 là model ở giữa, đại diện cho sự cân bằng hoàn hảo giữa kích thước và hiệu suất, phù hợp với nhiều không gian và nhiều ứng dụng khác nhau. Và cuối cùng là CBR 10, em út của series CBR. Đây là mẫu loa nhỏ gọn nhất nhưng lại truyền tải công suất đáng kinh ngạc nhất, phù hợp cho cả hai loại hình lắp đặt linh động và lắp đặt cố định. Vừa rồi thì Phương Nguyên đã cùng quý khách hàng khám phá những ưu điểm của series CBR đến từ thương hiệu Yamaha. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, mời quý khách hàng truy cập trang web trungchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.